Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục nát như tương bẩn, thầy giáo sờ soạng cơ thể học sinh. Cơ thể của Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây nơi nào cũng trổ ghét, lở loét khắp nơi, trông thật đám gớm ghiếc. Có nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng dí cái lò vào đâu thì lòi ra củi ở đấy. Điều đáng nói là củi nhiều đến mức ông Trọng đốt không kịp, phải để những thanh củi xếp hàng chờ vào lò. Chỉ trong vòng từ đầu năm 2022 cho đến nay thì cơ thể của Đảng Cộng sản đã bộc ra nhiều ung nhọt lớn. Ung nhọt nào cũng bao trùm hết các địa phương từ Bắc đến Nam liên quan đến nhiều bộ, ban, ngành. Ban đầu là vụ án Việt Á, kế đến là vụ án chuyến bay giải cứu, tiếp theo lại vụ IC rồi đến vụ cục đăng kiểm và bây giờ ung nhọt EVN đang trồi lên. Bộ giáo dục mọc trên cơ thể Đảng Cộng sản Việt Nam nên cũng đầy ung nhọt. Những vụ án trên quá lớn làm cho vụ nhà xuất bản giáo dục chìm xuống. Thực ra vụ án nhà xuất bản giáo dục cũng có thể được khui ra rộng hơn. Nhưng xem ra sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc công bố rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận vợ con ông không liên quan đến Việt Á, thì vụ án nhà xuất bản giáo dục có liên quan đến em họ của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tạm im. Tuy nhiên, những vấn đề của Bộ Giáo dục lại không bình yên. Trong ngành này có không biết bao nhiêu ung nhọt khác đang chờ ngày bùng nổ. Câu chuyện về những nhóm học trò đánh nhau, quay clip tung lên mạng nhàn nhạt. Thầy đánh thầy, thầy đánh trò, rồi trò đánh trò và phụ huynh đánh thầy, nhiều không kể xiết. Đây là kết quả của một nền giáo dục trấn áp và nhồi sọ. Những người thầy được lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa này, có bao nhiêu người thầy cho ra thầy? E rằng không có nhiều. Mới đây trên mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh một người thầy có tên viết tắt là NMH, là giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, có hành động quấy rối tình dục một học sinh nữ. Hình ảnh được cho là do một bạn học sinh cùng lớp chụp lại. Điều đáng nói là học sinh bị quấy rối có dấu hiệu hoảng sợ. Theo học sinh cũng là nạn nhân của ông thầy này, thì có bạn nữ khác bị quấy rối còn kinh khủng hơn. Ông thầy có tên viết tắt là NMH là giáo viên toán trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, Nhà Bè, sàm sỡ học sinh nữ trong giờ học. Được biết, gia đình học sinh bị quấy rối đã lên gặp ngay và lập tức đối chứng với học sinh, nhưng thầy chối là chỉ cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi các con. Đây là một trường hợp nghiêm trọng. Chính quyền huyện Nhà Bè và Thành phố Hồ Chí Minh cần phải vào cuộc để bảo vệ các em học sinh còn trong độ tuổi vị thành niên. Thầy không có đạo đức nghề nghiệp đã là nghiêm trọng. Đằng này thầy là một con yêu tinh dâu xanh thì quả thật còn kinh khủng hơn. Học sinh Việt Nam vốn đã không được bảo vệ bởi nhà trường mà còn bị tấn công bởi những người gọi là thầy thì quả thật quá nghiêm trọng. Không biết trên bộ, ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nghĩ ra cách gì để mà làm trong sạch trường giáo dục hay không? Hay là ông cũng đang bế tắc như những người tiền nhiệm của ông Phùng Xuân Nhạ, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thiện Nhân và Bộ Giáo dục, một đống đổ nát không biết bắt đầu sẽ xây lại từ đâu? Ngày nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lún sâu vào vũng lầy cải cách. Cứ mỗi lần họ hô hào cải cách đã đi kèm với một dự án khủng, ngốn tiền ngân sách. Nhưng rồi, dự án nào cũng thất bại và rồi họ lại đề xuất dự án cải cách mới, lại ngốn tiền ngân sách tiếp. Làm đi làm lại hết đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác, nhưng ngành giáo dục thì càng ngày càng nát hơn. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục chẳng làm gì được cho ngành khá hơn. Nếu nói trên đất nước này, người dân dễ bị xâm hại, thậm chí bị tước đoạt quyền con người một cách dễ dàng, thì trong học đường câu chuyện cũng tương tự. Học sinh bị tước đoạt đi nhiều thứ, các em lại không được bảo vệ đúng mực, nên lắm kẻ dễ xâm hại. Quyền trẻ em, quyền con người, quyền học sinh là những giá trị cơ bản. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nó bỗng trở thành những thứ xa xỉ. Nguyên nhân cũng chỉ vì chính quyền mà ra, chính quyền nào thì xã hội đó. Với cách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đất nước này mãi mãi không thể sánh vai cùng cường quốc năm châu được. Mãi mãi không được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
giáo dục nát như tương bẩn, thầy giáo sờ soạng cơ thể học sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Củi thực hiện chiến thuật biển người, tổng trọng đầu hàng. Trong chăn thì mới biết chăn có giận. Có là người cộng sản tham gia vào các nhóm lợi ích đấu đá lẫn nhau trong đảng thì mới hiểu được mục đích của người cộng sản. Chính ông Nguyễn Xuân Hùng khi còn là chủ tịch Quốc hội của Việt Nam đã phát biểu rằng kỷ luật hết lấy ai để làm việc. Tuy nhiên sau đó ông Nguyễn Phú Trọng lại cho rằng không lo thiếu người làm việc, vì vậy ông tiếp tục đốt lò mạnh hơn. Ngành đăng kiểm của Việt Nam đang cạn người. Vụ án Cục Đăng Kiểm là minh chứng cho lời nói của ông Nguyễn Sinh Hùng. Hiện nay, ngành đăng kiểm khủng hoảng nhân sự rất nghiêm trọng. Nhiều xe xếp hàng trong nhiều ngày mà không thể nào đăng kiểm được. Trong khi đó, các vụ án khác như vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, v.v. đã làm cho cả bộ máy nhà nước tê liệt, quan chức không dám làm việc vì sợ bị sai, sợ bị ném vào lò. Điều này kéo theo nhiều chính sách không thể triển khai vì xảy ra tình trạng trên bảo, dưới không nghe. Sự thật thì việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng chỉ là lấy đi vài hạt cát trong sa mạc mà thôi. Dù muốn hay không, ông Trọng vẫn không thể nào đốt được hết củi. Cho nên, phần còn lại cũng cứ tham nhũng như không có chuyện gì xảy ra. Bởi tham nhũng của thời nay không phải là việc của cá nhân, mà là việc của tổ chức. Tổ chức đó là nhóm lợi ích. Trong nhóm lợi ích đấy, người ta bao che cho nhau từ trung ương cho đến địa phương. Vụ án công ty Thăng Long, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền mới đây là hình ảnh về tham nhũng có hệ thống trong quân đội. Ông Phạm Bá Hiền ban đầu thành lập công ty để mà làm ăn buôn bán, rồi sau đó liên kết với Bộ Quốc phòng và cuối cùng sát nhập doanh nghiệp này vào Bộ Quốc phòng. Khi đã trở thành một doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, người của Bộ Quốc phòng nếu sai phạm sẽ do tòa án quân sự xét xử, chứ không phải là tòa án dân sự xét xử như các vụ án thông thường khác. Ông Nguyễn Phú Trọng không đánh giá đúng với thực tế. Bộ Quốc phòng là một lãnh địa riêng. Trước đây, con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh là đại tá Phùng Quang Hải làm giám đốc công ty 319 thuộc Bộ Quốc phòng. Những sai phạm của Phùng Quang Hải không ai dám đụng vào, bởi Hải được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bảo kê. Sau khi ông Phùng Quang Thanh xuống, đến lượt ông Ngô Xuân Lịch lên và giờ đến lượt ông Phan Văn Giang thì Bộ Quốc phòng vẫn như thế. Đây vẫn là lãnh địa của những doanh nghiệp làm ăn bất minh, vì loại doanh nghiệp này có lợi thế là chỉ bị tòa án quân sự xử lý mà thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng nói là chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng thực tế hệ thống này tạo ra rất nhiều vùng cấm. Trong các vùng cấm đó, tham nhũng mọc lên như nấm sau mưa mà không ai có thể dọn được những đống rác đấy. Việc chống tham nhũng của ông Trọng đã làm cho nhiều người run sợ. Tuy nhiên, đấy chỉ là những người yếu thế trong bộ máy của chính quyền. Họ không có chỗ ẩn nấp an toàn, nên họ sợ gió. Còn những người như Tô Long, con trai ông Tô Lâm, thì sợ gì ai đấy? Công việc kinh tài của nhà họ Tô vẫn được giao cho Tô Long, mà không ai dám động chạm đến cậu ấm này. Có những bộ máy tham nhũng hoạt động rất mạnh, mỗi cá nhân là một mắt xích nên không ai có thể dừng bộ máy. Một khi đã ăn thì phải tiếp tục ăn, không thể ra khỏi nhóm. Vì thế, dù ông Trọng có ra tay chống thế nào đi chăng nữa, thì quân tham nhũng như biển người vậy. Lớp trước bị hạ thì lớp sau lại ào lên thay thế. Vậy nên, đảng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng trở nên dữ dội. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng bằng cách nào đây? Nếu ông chống hết thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam diệt vong mất. Ông Nguyễn Sinh Hùng từng nói rằng cách trước hết thì lấy ai làm việc bây giờ? Có thể nói rằng ao ước diệt sạch tham nhũng chỉ là ao ước viển vông của Nguyễn Phú Trọng, sẽ không có cái lò nào có thể đốt hết cho được cây củi. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đốt lò, ông sẽ đốt cho đến khi ông chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nhưng dù ông có đốt đến ông hết thở thì tham nhũng vẫn cứ tiếp diễn, không thể có một đảng cộng sản trong sạch hơn,
sau đời ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Cùi thực hiện chiến thuật biển người, Tổng Trọng đầu hàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de